Xin chào các bạn. Hôm nay tụi Hoàng trên đường đi giao cây CLP 545 màu M. Thì cây này hiện thời giá nó chỉ có tầm 23.5 thôi. Mà cách đây 4-5 năm á, thì giá bán cũ của nó khoảng độ 25-26 triệu. Thì từ đó đến giờ tính ra là nó giữ giá chứ. Mấy năm trời mà nó chỉ xê xích giá nhau khoảng độ 2 triệu, 2 triệu rưỡi à. Nên là mọi người cũng có thể lưu ý tới cái cây này, mà đến bây giờ thì chất lượng cây này vẫn còn rất là tốt nha các bạn. Mình thấy cái nhà hàng lớn lớn cao cao Đại Nam à. Dạ. Ôi, ngồi anh bằng tuổi Nguyên bây giờ ha. Là anh đi đánh cái đám cưới ở đây nè. Thứ bảy chủ nhật luôn. Trưa với tối. Mà kỷ niệm lắm. Hồi đó học nhạc viện. Xong rồi đi đánh đám cưới vác cái đàn ọc. Đi đánh show á. Tính ra bây giờ đi vận chuyển bằng mấy cái xe Lalamu thì thấy nó tiện lợi, nó luồn lách cũng dễ các bạn. Chào chị. Chào, em quay cây đàn nha. Rồi, ok rồi ha. Nay đi giao đàn mà có mít các bạn. À, anh chị khách quê ở Tây Ninh có mít nhà ở Tây Ninh đem lên và có phần quà là mít để cho tụi Hoàng ăn. Xin cảm ơn anh chị nhiều đã ủng hộ đàn ở bên Hoàng. À, các bạn mà cần đàn á thì nhớ đến bên Hoàng nha. Cảm ơn các bạn. Thơm lắm các bạn, đúng cái món khoái khẩu của Hoàng luôn. Hoàng rất là thích ăn mấy cái trái cây ngọt, nhất là mít này, nhãn này, phải nhãn xuồng nha, nhãn xuồng miền Tây đó, Mỹ Tho á, nhãn xuồng ở Cái Lậy chứ, nhãn xuồng ở Cái Lậy, rồi gì, rồi chôm chôm, vải, dạ, quá hợp ý Hoàng rồi, cảm ơn anh chị nhiều nha, đấy, ngon chưa? Đã chưa?